Ngày 25 tháng 1, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung phát hiện, điều tra và thu gom số ma túy trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi. Qua xem xét kiến nghị của Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi về kết quả điều tra xác minh vụ ma túy loại cocaine trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn trong thời gian gần đây, ông Đặng Văn Minh chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các địa phương ven biển tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi dạt phải kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan. Ủy ban Nhân dân các xã ven biển thuộc địa phương trên phải phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, lực lượng chức năng và huy động nhân dân tích cực tham gia tìm kiếm, phát hiện và thu gom số ma túy còn lại đã trôi dạt vào vùng biển của địa phương. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, tiếp tục áp dụng các biện pháp tuần tra kiểm soát, điều tra, truy tìm và thu giữ số ma túy còn lại chưa được tìm thấy hoặc các đối tượng trên địa bàn đang tẩu tán cất giấu. Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình từ xa và sớm, chủ động phân tích, dự báo tình hình liên quan để kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng tập trung phát hiện, đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Như báo Người Lao Động thông tin, khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 1, thông qua tin báo của người dân, đồn biên phòng Bình Hải phối hợp với công an xã Bình Hải tổ chức lực lượng tuần tra tại bờ biển gành nước Nhĩ thuộc thôn Phước Thiện, xã Bình Hải và phát hiện 288 gói chứa chất ma túy, mỗi gói có khối lượng 1 kg. Số ma túy này đồng dạng với 3 kg ma túy cocaine mà đơn vị phát hiện vào ngày 4 tháng 1 dạt vào bờ biển xã Bình Hải. Qua điều tra bước đầu, lực lượng chức năng nhận định lô ma túy có nguồn gốc từ các nước Nam Mỹ. Trị giá lô ma túy trên thị trường chợ đen lên đến 1.300 tỷ đồng.